Em Tuấn HD xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em có một cặp bánh đến từ thương hiệu Mavic, một thương hiệu rất nổi tiếng của Pháp. Cặp này là cặp Mavic Casirium. Cặp bánh về thì hình thức của nó thì còn rất là đẹp, khá đẹp, với cái độ mới rất là cao. Và đi sẵn kèm theo bánh là một đôi lốp cũng là của Mavic luôn, xăm lốp là của Mavic và kèm theo luôn cả một quả líp Ultegra R8000 11 speed các bác nhé. R8000 là 11 tốc độ. Quả líp này là líp 1130. Sẵn theo bánh luôn. Cái bánh này chạy bản căm dẹt này, căm dẹt. Hình thức của bánh thì còn rất là mới. Casio Mavic. Đấy. Cặp này thì Mavic là một thương hiệu đến từ Pháp. Trước kia thì những cặp Mavic thì rất hay được sản xuất tại Pháp, nhưng mà cái đời mới bây giờ. Đối với bây giờ thì cái cơ sở nhà máy của Mavic đã chuyển sang Romania, nên là những cặp bánh đời mới bây giờ thì thường sẽ được ghi là sản xuất tại Romania các bác nhé. Là những cái thông tin mã mã vạch à xin lỗi các bác. Mã của sản phẩm cũng như là những cái thông tin của bánh thì sẽ được hãng sẽ dập chìm ở trên cái phần phía trong này. Đấy. Đây là mã của sản phẩm này. Những thông tin này alu S6000 đấy, đây là bản vành rộng 17C các bác nhé, những bề ngang của nó là 17C, hand build made in Romania đấy. Sản xuất thủ công bằng tay tại Romania. Lốp của xe là lốp Mavic Ecason Elite đấy, cũng là mua lốp của Mavic luôn, vành Mavic, lốp Mavic. Và các bác nhìn cái chân van này, chân sam bên trong này cũng là của Mavic này. Đấy, rất là cái đặc trưng của dòng sam Mavic là nó sẽ có cái chân van màu đen. Đấy, nắp chụp còn nguyên vậy nhá. Viền bánh này, viền má này còn đẹp leng keng như là bánh mới luôn. Đấy, rất mới. Siêu mới các bác nhá. Lốp cũng lốp của Mavic này, lốp Mavic. Hình thức của lốp thì còn rất đẹp. Đấy. Lốp rất đẹp. Đó là về phần bánh sau. Đùm sau Mavic. Đùm Mavic. Có một cái dải màu vàng ở giữa. Cam là cam dẹt các bác nhé. Cam dẹt. Cam xé gió đấy. Mavic Casirio. Lốp này là lốp 700 x 25C. Lốp 725. Sẵn líp rồi các bác nhé. Mà cặp giá này, giá cặp bánh này thì nó chỉ có vài triệu thôi. Nó quay cái mặt đối diện. Đây, mặt đối diện của cặp bánh này. Má viền cũng như là lốp lát các thứ là còn rất đẹp. Không khác gì bánh mới đâu. Cam dẹt. Máy này sử dụng chắc chắn là sử dụng cối 11 rồi các bạn, cối 11 của Shimano SRAM, bởi vì nó đang lắp sẵn một quả líp của R8000 này, kèm theo bánh luôn. Tháo ra cho các xem cái cối xem nó còn mới không. Cái này thì em thực ra là em đã tháo ra trước rồi, em tháo trước rồi, em chỉ tháo ra bằng tay để cho các bác xem cái phần cối bên trong nó còn mới hay thế nào. Đấy. Cối còn rất rất đẹp các bác nhé. Cối khá là đẹp. Hầu như là nó chưa bị một cái vết cắn nào trên cối luôn. Rất mới. Bánh thì hoạt động hoàn hảo, trơn tru, không có lỗi lầm, không có rung lắc gì cả. Bác nào mà có nhu cầu muốn nâng cấp một cái bánh ở nhà mà đang sử dụng Bicon, mà muốn nâng cấp lên một cặp bánh chạy vòng bi kín, tức là chạy bạc đạn, thì bác có thể tham khảo cái mẫu Mavic Casirium này. Nó chỉ có vài triệu thôi các bác nhé. Vài triệu mà đã sử dụng cặp bánh đến từ thương hiệu lớn mà đã có sẵn xăm lốp cũng như là líp. Còn bác nào mà không có nhu cầu sử dụng líp, không có nhu cầu sử dụng xăm lốp đi kèm thì em sẽ trừ tiền đi cho các bác. Lốp Mavic. Đây là bánh trước. Bánh trước thì cũng trơn tru, cũng chạy bạc đạn trước sau, hoàn hảo không có lỗi lầm gì cả các bác nhé. Đấy.
viền của bánh trước này rất là đẹp, sáng bóng luôn. Cũng được trang bị cặp sẵn lốp của Mavic, Mavic Ecason Elite, Mavic Casiru. Đấy, vành lốp đều là đồng bộ của Mavic, xăm cũng là xăm của Mavic luôn, xăm chân van màu đen, một cái đặc trưng của dòng lốp xăm lốp của Mavic. 700x25C, lốp trước thì cũng rất là đẹp. Cặp này thì chủ cũ người ta chắc là chỉ tháo lắp vào xe rồi người ta tháo ra ngay, người ta chắc người ta cũng đi được vài cây thôi chứ không đi nhiều. Nhưng hình thức của nó còn rất là mới, rất là đẹp. Đấy, bánh trước, bánh sau, đằng trước, đằng sau, rồi hai mặt bên trái, bên phải đều đẹp. Đây là bánh trước, mã của nó ở đây. Những thông tin này đều được dập chìm ở trên bánh luôn các bác nhé, đều dập chìm. Đùm trước Mavic. Đó. Đi theo cả bánh thì cũng sẵn luôn cả một đôi ET, đi theo bánh từ Nhật về. Đi theo bánh từ Nhật về, thì còn đẹp. Và em cũng tặng luôn cho các bác một cái vòng đệm. Vòng đệm để bác nào mà lắp clip 8-9-10, các bác sử dụng clip 8-9-10 thì các bác sẽ thêm cái vòng đệm vào cái phía trong cùng của cối này để các bác lắp clip nhỏ hơn. Clip 8-9-10 các bác lắp ok các bác nhé. Clip 11 thì các bác cứ lắp thẳng vào, còn clip 8-9-10 các bác thêm cái vòng đệm này vào trong này. Đó. Thêm cái vòng đệm vào phía trong. Rồi các bác sẵn sàng để dành cho clip 8-9-10 sử dụng. Chỉ có vài triệu một cái bánh này thôi, bánh chạy bạc đạn. Và video này thì em xin phép được kết thúc. Các bác có nhu cầu thì alo cho em Tuấn qua số điện thoại em ghi ở phần dưới tiêu đề của video. Số điện thoại của em là 0888391992. Em bao ship toàn quốc cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.